Xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Em có một sở thích là xem phim ma trước khi đi ngủ. Em đến chương trình này để tìm một chàng trai có thể thay thế cái sở thích đó của em. Ví dụ? Dạ, hát cho em nghe, em có thể dễ ngủ hơn. Thực sự thì em lại là một người rất là sợ phim ma. Có một lần là lớp 11, em với một người bạn thân vào rạp xem phim, vào đúng xem kiểu trailer của nó ấy, 15 phút xong đi ra luôn. Sợ quá. Anh chị ơi, cho em hỏi là hai bạn nam ngoài đó có sở thích như thế nào ạ? Đức Anh. Sở thích của anh là không xem phim ma. Sở thích của anh là không xem phim ma. Không xem phim ma. Cho em hỏi thêm nữa nha. Anh Đức Anh, hồi nãy anh nghe em hát dở lắm đúng không anh? Dở lắm em. Dạ, vậy anh có thể mang em về dạy hát cho em không anh? Không, em hết thuốc chữa. Nhưng mà đổi lại em nấu ăn rất ngon. Anh thích ăn món gì á? Anh cần một người nấu cho anh ăn và anh ngồi ăn cùng thôi. Còn món gì thì miễn là người mình thương nấu cho mình là mình ăn à? Bây giờ yêu đương cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó có màu hồng hết trơn á. Anh phải tin em và cho em cơ hội chứ. Dạ, cái ốc lưng này em sống cũng được một thời gian rất là lâu rồi. Cái thời điểm mà Quỳnh này đang nổi tiếng á chị à. Cho nên là em thấy em thích những cái gì vui và dễ thương. Cho nên là em đã mua về. Cái mặt của em có giống như cái hình của con bé Trịnh không? Dạ không chị, mặt em dễ thương hơn nhiều. Vậy là cái mặt này là giống mặt của chị đó. Thường nếu như em giải trí thì em sẽ làm gì? Em lên YouTube em xem những cái clip vui hoặc những cái chương trình có chương anh Trương Thế Vinh ạ. Chị đang định hỏi chương trình vui có coi chương trình chị không? Cái nói coi chương trình Trương Thế Vinh có muốn hỏi luôn. Ừ, để coi có coi Trực Tử Mới của má không? Dạ có. Hỏi vậy có nói fan gia đình thiệt, mấy đứa này thiệt ghét dễ sợ. Cái sự suy nghĩ nó bắt đầu thay đổi, sao động chút xíu. Sao động? Bắt đầu cảm giác cô số 3 này bắt đầu thú vị hơn. Dạ. Bởi vì khi mà ra rất là tự tin và thể hiện cái cá tính riêng của mình á. Em ấn tượng với cô gái số 3. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.